khán thính giả của Net Việt TV. Kính thưa quý vị, chúng ta lại gặp lại trong show Hỏi và Đáp với bác sĩ. Và thưa quý vị, trong chương trình của chúng tôi thì có một vài quý vị khán thính giả có hỏi là tại sao lại chỉ nói về phụ nữ thôi. Thì thưa quý vị, chúng tôi chọn bác sĩ sản phụ khoa là một trong những cái đề tài nó rất là cần thiết cho những đứa trẻ sắp ra đời và cũng như là cho những bà mẹ. Thì chúng ta ưu tiên phụ nữ và trẻ em. Thành ra đề tài của chúng tôi sẽ xoay quanh những vấn đề về bác sĩ sản phụ khoa. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ Thúy Phượng và chào bác sĩ Thúy Phượng. Chào chị Bình Minh và Thúy Phượng cũng xin kính chào quý vị khán thính giả của Netflix TV. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ có một cái đề tài rất là cần thiết cho tất cả các bà mẹ ngoài kia. Đó là thai chậm phát triển. Và thưa bác sĩ, thai chậm phát triển là như thế nào? Bác sĩ Thúy Phượng có thể nói rõ hơn. Thai chậm phát triển có nghĩa là em bé trong bụng của người phụ nữ mà đang mang thai phát triển chậm so với lại những đứa trẻ vào cái lứa tuổi đó, vào cái tuổi của thai đó. Nếu mà đứa trẻ đó phát triển dưới 10% thì gọi là thai phát triển chậm. Và nếu mà dưới 5% thì cái đó là gọi là chậm phát triển mà bị nặng. Cho nên nó mà dưới 5%. Dạ. Vâng. Thưa bác sĩ, nếu bác sĩ nói vậy thì có nghĩa là chậm phát triển đây là cái thai nó nhỏ, nó chậm lớn hay là cái trí tuệ nó? Dạ, chị nói đúng rồi, là mình nói mình đính chính lại chút xíu nha. Cái đó là chậm tăng trưởng thì đúng hơn, chứ không phải là chậm phát triển. Tại khi mình nói tới phát triển là mình nói về về cơ thể nó chậm chậm phát triển hay là về trí tuệ nó chậm phát triển. Cho nên mình nên nói hơn là tặng chậm tăng trưởng trong thai nha, trong tử cung thì đúng hơn. Nếu như vậy thì nó hạn chế nó bởi nó vì do cái sự ăn uống của người mẹ hay là vì cái thai nó bị như vậy chứ không phải là vì cái cơ chế ăn uống của mình. Cái nguyên nhân mà nó dẫn tới cái thai chậm tăng trưởng á, thì nó có nhiều nguyên nhân lắm. Nếu mà mình nói tới cái thai làm sao cái thai nó cần những cái gì để mà nó được tăng trưởng bình thường á, thì mình phải nói tới yếu tố về người mẹ, nói về yếu tố về nhau thai, nói yếu tố về cái thai nhi. Cho nên mình dựa theo ba cái yếu tố đó thì mình sẽ tìm ra được cái nguyên nhân tại sao mà em bé nó bị tăng trưởng chậm. Thì mình nói tới về người mẹ đi ha. Nếu mà người mẹ có những cái bệnh mà mãn tính, ví dụ như là bệnh phổi hay là bệnh tim hay là bệnh về thận hoặc là bệnh cao huyết áp hoặc là tiểu đường, những cái bệnh đó nó có thể ảnh hưởng tới cái những cái mạch máu, hoặc là ví dụ như là bệnh phổi đi ha. Nếu mà người mẹ hít thở không có đầy đủ oxygen thì em bé cũng sẽ bị thiếu oxygen. Vì bệnh tim không có được di chuyển máu tới em bé đầy đủ thì em bé cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hoặc là bị bệnh về thận, hoặc là bị cao huyết áp, hoặc là bị bệnh tiểu đường, nó có thể ảnh hưởng tới những cái mạch máu của người mẹ. Thì khi mà ảnh hưởng tới những cái mạch máu đó, nó cũng có thể ảnh hưởng tới khả năng truyền chất dinh dưỡng và oxygen, hoặc là những cái gì cần thiết cho sự tăng trưởng của thai nhi. Cho nên những cái yếu tố về người mẹ nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái sự tăng trưởng của thai nhi ha. Nếu mà mình nói về cái nhau thai đi, cái nhau thai là cái nơi mà nó giống như là cái cửa vậy đó, nó được nó được lọc, được vận chuyển oxygen và những chất dinh dưỡng từ người mẹ sang con, chứ không phải là máu của người mẹ và máu con nó trộn lẫn với nhau. Nó để phải đi qua cái nhau thai. Cái nhau thai là cái nơi mà nó di chuyển và nó truyền lọc ra. Nó truyền lọc, nó đưa những cái gì cần thiết sang cho thai nhi, và thai nhi sẽ được tiêu thải những cái gì mà không cần, là CO2 hay là những cái tiêu thải gì mà muốn tiêu thải đi thì phải đưa lại cho người mẹ, để người mẹ được tiêu thải đi. Cho nên cái nhau thai nó rất là quan trọng về cái sự tăng trưởng của em bé. Cho nên nếu những trường hợp ví dụ như cái nhau thai nó bị bong ra quá sớm, tại vì cái nhau thai nó phải bám vô cái thành của cái tử cung cái màng của cái tử cung, thì cái gọi là thì khi nó bám vô thì nó mới vận chuyển được. Nếu bây giờ nó bị tách ra sớm quá thì nó không có vận chuyển đầy đủ thì nó cũng có thể ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của em bé. Cho nên có một số loại bệnh của người mẹ nó có thể làm cho cái nhau thai đó nó bị bóc ra sớm, nó bị chóc ra sớm. Cho nên nó ví dụ như là cao huyết áp, hoặc là vì bệnh tiền sản giật, hay là những cái bệnh đó nó có thể làm cho cái nhau thai nó bị tách ra sớm hơn. Cho nên còn nói về thai nhi thì thai nhi có thể có những cái bệnh như là bệnh về nhiễm sắc thể,
bệnh di truyền hoặc là có những cái dị tật gì đó mà làm cho em bé nó không có, không cái phát tăng triển trưởng bình bình thường, thường. không có phát triển bình thường. Vâng. Hoặc là ngay cả nói về về ăn uống của người mẹ thì thường cái đó nó không có ảnh hưởng mấy. Vâng. Dạ, trừ khi người mẹ nó thực sự là bị thiếu dinh dưỡng dữ dội lắm thì lúc đó mới nó có ảnh hưởng tới em bé, tại vì em bé nó rất là thông minh. Cái thai nhi rất là thông minh, nó cần những cái gì từ người mẹ nó có thể lấy ra từ người mẹ, mặc dù người mẹ không ăn uống đầy đủ nó có thể lấy ra từ thân thể của người mẹ, nhưng mà không có nghĩa là người mẹ không có nên ăn uống đầy đủ. Cái việc mà ăn uống đầy đủ rất là quan trọng. Vâng, nói vậy thưa bác sĩ, có câu hỏi ngoài lề. Lúc trước chị của mình có thai, đến tháng thứ 7 đi khám thì bác sĩ bảo thôi ngưng không được ăn nhiều nữa vì cái thai nó quá to rồi. Bác sĩ bảo là không được uống sữa tươi nhiều, không ăn cái chất béo nhiều nữa vì sợ cái thai nó to quá so với cái tháng đó, so với cái những cái tốc độ phát triển thì thấy nó quá lớn. Thì có đúng không thưa bác sĩ? Có nghĩa là nó ảnh hưởng cái về Cái cái điều cơ đó rất chế là ăn quan uống trọng của á. mình. Cho nên mỗi lần mà bệnh nhân của em mà là người Việt mà tới khám thai á, em cũng hay thường nhắc là tại vì ông bà mình hay nói là ăn nhiều chút đi cho cái thai nó khỏe, Đúng ăn rồi. nhiều thì thai nó càng khỏe, Ăn cho hai người. ăn cho hai người. Nghĩ là Vâng. ăn cho hai người cho nên phải ăn gấp đôi lên Đúng để phải rồi. cho cơ, cho cái thai nó được khỏe. Tưởng là ăn nhiều thì thai nó sẽ phát triển nhanh và sẽ được khỏe mạnh hơn, nhưng mà cái đó thì lại có cái hiệu quả xấu đi nếu mà Vâng. mình ăn quá nhiều. Cho nên mình ăn nhiều thì mình bị lên cân quá nhanh, em bé nó có thể dễ bị to, người mẹ có dễ bị tiểu đường. Và khi mà người mẹ bị tiểu đường nó có thể ảnh hưởng tới sự phát triển phổi của em bé, cho nên khi mà em bé nó quá to thì nó cũng sanh khó hơn, tại vì nếu to thì người mẹ sẽ sanh khó thì cái nguy cơ bị sanh mổ nó cũng sẽ cao hơn. Và không những vậy, nếu mình sanh được bình thường mà đi qua đường âm đạo của người mẹ nó cũng có thể Là làm cũng cho khó khăn. tổn thương tới những bộ phận của người mẹ, tại vì nó quá to. Đúng rồi. Cho nên đó là những cái hậu quả mà mình bị ăn nhiều quá. Cho nên ăn sao đầy đủ thôi, ăn đủ chất đạm, ăn đủ chất bột, ăn đủ chất béo, mình ăn sao cho nó cân bằng, cho nên ăn cho vừa đủ thôi chứ mình đừng có ăn quá nhiều. Mình lên cân thì một tuần mình chỉ lên 1 pound thôi. Trong cả một cái thai nhi, nếu mà cái lượng cân của mình bình thường trước khi mang thai thì mình chỉ được nên lên khoảng chừng 25 tới khoảng chừng 35 pound thôi trong lúc mình mang thai. Nhưng mà nếu như nói như vậy thì bác sĩ lý giải nào cho cái vấn đề là khi mà chúng ta có thai á, chúng ta ăn nhiều hơn bình thường, có nghĩa là cũng ăn cho hai người đấy chứ. Cũng ăn thì mình cứ ăn Mình rất là mau theo đói thì mình ăn theo cái cảm giác của mình đói thì mình ăn, nhưng mà Vâng. đừng có ép mình ăn. Ồ Nói vâng. chung là như vậy, đừng có ép mình ăn, đừng có nghĩ là mình phải ăn nhiều thì cái thai nó mới phát triển khỏe được, cho nên đừng có ép mình ăn. Khi nào mình đói thì mình vẫn ăn thôi, vẫn nên. Vâng, thưa cảm ơn bác sĩ trả lời câu hỏi này rất là thỏa đáng. Và kính thưa quý vị những bà mẹ ngoài kia đang có em bé thì quý vị nghe được những lời này rồi, quý vị nhớ nha, không nên là cứ nghĩ là mình ăn cho con mình ăn cái gì bổ bên đấy, ăn nhiều quá thì nó cũng sẽ không tốt. Có nghĩa là cái thai chậm phát triển nó có những cái trường hợp khác nhau về yếu tố sức khỏe, về ăn uống, về những nhưng mà thấy mình nãy giờ thấy bác sĩ nói như vậy thì có nghĩa là nó tùy vào cái hiện trạng sức khỏe của người mẹ thì nhiều hơn đúng không? Cũng giống Dạ, như ngay cả ba 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 yếu tố đều đều quan trọng như nhau. Yếu tố về sức khỏe của người mẹ, về yếu tố của nhau thai và yếu tố về cái thai nhi, cho nên ba ba cái đó đều đều quan trọng hết. Vâng, nếu như vậy thì làm như thế nào để chẩn đoán được cái hội chứng mà thai phát triển chậm như thế này? Mình chẩn đoán trong bụng mẹ luôn hay sao? Trong lúc em bé ở trong thai, trong trong bào thai thì đó là lý do mà rất là quan trọng là phải đi khám thai định kỳ á. Tại vì và phải đi khám sớm khi mà mình phát hiện là mình có thai, là bởi vì khi mà mình tới khám cái lần đầu tiên, bác sĩ sẽ siêu âm để coi cái chẩn đoán cái tuổi thai và coi cái ngày sanh của mình là ngày nào, đúng không? Cho nên nếu mà mình đã phát hiện ngay từ đầu, mình đo ngay từ đầu á, thì mình biết chính xác được cái tuổi của thai. Khi mà mình biết được chính xác cái tuổi của thai rồi thì sau này khi mà em bé nó phát triển có bình thường hay không thì mình mới biết được. Ví dụ như mình không có đi khám cho tới khi mà em bé khoảng chừng 20 mấy tuần, 30 tuần mới đi khám bác sĩ, thì lúc đó bác sĩ mới siêu âm mà phát hiện ra em bé, ví dụ như thật sự cái tuổi của em bé là 30 tuần đi ha, mà mình đi khám mà lúc bác sĩ siêu âm chỉ thấy có Thế 22 tuần, nhỏ quá. 23 tuần. Không biết là bởi vì thật sự em bé là 22, 23 tuần hay là bởi vì em bé to hơn nhưng mà bị phát triển chậm cho nên nó Đúng rồi. chỉ có 22, 23 tuần.
Cho nên nếu mà biết được cái tuổi của thai ngay từ đầu thì mình mới theo theo dõi được cái sự theo phát dõi triển chính của nó xác được chính không? xác được. Vâng. Còn nếu mà đi khám thai trễ quá thì mình khó chẩn đoán được cái tuổi thai thực sự để mà mình theo dõi cho nó chính xác. Cho nên mình theo dõi bằng cách là mỗi lần mình tới là bác sĩ sẽ đo cái chiều cao của cái tử cung. Cái chiều cao của tử cung nó rất hay, ví dụ như em bé 12 tuần đi. Em bé 12 thường thường là cái đỉnh của cái tử cung nó sẽ cao tới cái mức độ của cái xương mu á. Vâng. Cái xương mu là cái xương ở phía dưới của người phụ nữ. Vâng. Thì nó tới khoảng lồi lên khoảng tới cái mức độ đó. Thì tới 20 tuần á thì cái chiều cao của cái tử cung, cái đỉnh của cái tung á, tử cung nó sẽ nằm khoảng ngay cái lỗ rúng của người mẹ. Đó là 20 tuần. Còn sau 20 tuần nữa thì cứ mỗi tuần á thì cái đỉnh đó nó sẽ tăng lên khoảng chừng cứ mỗi tuần nó tăng lên 1 cm. 1 cm. Cho nên ví dụ như mình 25 tuần, 30 tuần thì cái đỉnh của cái tử cung nó sẽ nằm, mình đo từ cái xương mu cho tới cái đỉnh của cái tử cung á thì nó khoảng chừng mình 30 tuần thì nó là 30 cm. Vâng, kính thưa quý vị, bác sĩ đã nói với quý vị và tất cả những bà mẹ đang mang thai ngoài kia là khám định kỳ rất quan trọng để chúng ta phát hiện ra kịp thời những cái căn bệnh của em bé cũng như là phát hiện ra cái độ phát triển của em bé có bình thường hay không. Đó là lời khuyên của bác sĩ Thúy Phượng và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với đề tài rất là cần thiết cho quý vị này. Quý vị đừng rời màn hình nhé.